rồi. Vô này chị ơi. Ok. Mình lăn lên cổ tay đỡ đúng nha. Lăn lên cổ tay đỡ nè. Đầu tiên lên cho mọi người là điêu nước hoa. Ok. Đây. Lăn của mùi nước hoa. Nước hoa. Dạ. Có một khả năng rất hay trong cái lăn của mùi này đó, không chỉ là khử mùi những cái mùi hôi, mùi khó chịu do cái mồ hôi các bạn tiết ra, mà nó còn làm sáng cái vùng da dưới cánh tay nữa. Yes. Là một cái rất là quan trọng mọi người nha. Tại vì là có rất là nhiều các loại lăn khử mùi trên thị trường, nó có chứa muối nhôm, nó gây một cái vấn đề đó. Thứ nhất đó như là làm vàng ố cái áo mà mặc màu trắng. Dạ đúng rồi, đúng rồi, cái đó ngại lắm luôn á chị. Cái thứ hai nữa là nó sẽ gây ung thư. Ồ, ung tơi nói được không vậy mọi người? Cái nào chị? Chữ ung thư nói không. Được. Có vấn đề kè. U tê, ok. Gây u tê. Nó sẽ gây lên vấn đề đó. Sổ. Có căn bệnh ở dưới da. Không, không luôn. Không, mình dùng vấn đề thôi. Nói chung là nó không có được healthy. Không tốt. Dẹt. Sổ quá, rung quá. Ôi. Và thêm một vấn đề nữa là có một số loại lăn khử mùi á, là nó sẽ trộn với cái mùi mồ hôi cơ thể, nó tạo ra một cái mùi mới. Nó còn kinh hơn là cái mùi mà đúng nó gây khó chịu hơn, giống như cái kiểu là giống như là mình đang ấy mà mình cố gắng xịt thêm mùi là nó tạo ra một cái hỗn hợp nó kỳ lắm đó nha. Và trong này, trong cái sản phẩm này, đầu tiên Sunny nói thành phần trong này có rất là nhiều cái thành phần mà có thể làm sáng da, hỗ trợ làm sáng da vùng hỗ trợ dưới cái tay, làm sáng vùng da dưới cái tay, ví dụ như mà lô hội hay đường. Lô hội là nó vừa làm dịu, vừa làm sáng, vừa làm dưỡng. Giống như là loại nha đam đó cả nhà. Trong này Sunny thấy có một số loại axit nữa. Đúng rồi, chỉ có 59k thôi bạn ơi. Giá gốc đang là bao nhiêu mọi người, ghi lại giùm Mẫn đi. Rồi. Cái này có 59k nữa hả? Dạ đúng rồi. Giá gốc 60. Hình như 62 sao á. Còn bắt không bán ghê đâu, có 59k nó ngồi chục chai rồi, bắt có 59k vậy. Đúng rồi, thể tích của cái chai này là 40ml nha cả nhà ơi. Thì nói chung là mình cứ nghe chắc phải trăm rưỡi, trăm sáu cái, xong bây giờ 49k vậy? Được không chị, ok nói không nè. Tiền lai như này chứ chị. 62k nhưng mà đang còn là 56, nhưng mà hồi nãy các bạn nó có voucher. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ test mùi hương luôn đi. Mình test mùi hương luôn đi. Nói chung là cái này đó là sẽ là một cái dạng sản phẩm là nó hỗ trợ cho mình là sáng da vùng ám dạ và tạo cái hương thơm để cho mình ngăn ngừa cái hỗ trợ. À? Tặng quà. Quà gì vậy? Đây tặng cho mọi người một chai nước tẩy trang Canada Vô nha, cái chai Minusa đây. Một trang xin giấy thấm dầu luôn nha mọi người. Ta nói người. Tức là bây giờ mình mua một cái chai này là chỉ có 56.000 mà mình còn được tặng thêm một cái chai tẩy trang và một cái tiếp giấy kháng dầu. Hay quá. Cái là nước tẩy trang này mà các bạn đi ra mà mua lẻ đó, chỉ để các bạn đi du lịch, gọi là mua những cái hàng mà mini size du lịch ấy. Cái chai này ít nhất cũng 30.000 nha mọi người. 30 là chị mua rẻ, tụi em mua 50. Đó. Của Canada Bo mọi người. Ồ, thế là không khác cái gì là cái chỗ này. Ra là mua một được ba. Quá đỡ. Mua một. Cái giá này rất hời đúng không bạn? Rất hời. Em mời cả nhà mình. Chốt đơn. Em mời cả nhà mình. Chốt đơn. Và những cái mùi này nó sẽ rất là dịu. Bây giờ chị Sunny sẽ test. Nói chung á là thì như nãy giờ tụi em giải thích thì cả nhà cũng đã nôm na hiểu được rằng cái công dụng của cái lăn khử mùi này như thế nào rồi. À, tại tụi em không có được nói sâu quá nên là bây giờ quan trọng là mùi đi. Tất cả đây là mùi nước hoa, cái mùi đồ, chị cảm giác nó hơi mùi. Nhưng mà cái này đặc biệt một cái là không cây vàng nha. Đúng rồi. Mùi rất là nhẹ, mùi đầu tiên là mùi gì vậy, sao nó thơm kiểu nhẹ mùi mùi sweetie hay là perfume in love á chị? Này là hương tây trọng. Sweetie rất là ngọt ngào, giống cái thành phần hương. Ôi chị, cái mùi này giống cái mùi nước hoa gì chị nhớ không? Cái mùi của cái chai của Nam đúng không? Để lớp cái chai nước hoa của Dior, cái chai mà do cái chai mà do Johnny Depp ở đâu đâu? Cái chai của Dior và Johnny Depp ở đại diện. Cái này mùi nghiêng về mùi nam. Cái chai này nè cả nhà là nghiêng về mùi nam. Hương sang trọng, chai này sang trọng. Ok. Hương sang trọng giùm em nhá. Thơm nha cả nhà nha. Tức cái chai tỳ to siêu không về. Cái này nè cảm nhận 3 tầng hương, 3 tầng hương tôn nét kiêu kỳ sang trọng rồi đó. Thật sự ra thì đối với cái này thì em nghĩ cả nhà cũng có thể là mình mua nhiều chai về với những cái mùi hương khác nhau để mình có thể thay đổi tùy theo cái nhu cầu. Ví dụ như mình đi làm bình thường mình sẽ sử dụng một cái mùi hương dịu nhẹ, nhưng nếu mình đi tiệc này kia thì cái chai mùi hương sang trọng này cũng rất là phù hợp luôn ha. À, ngoài ra thì mình còn có thể dùng để tặng cho bạn bè này kia nữa. Thì cái vấn đề mà cái mùi cơ thể nó là một cái rất là nhạy cảm, thương yêu kiều. Đôi khi có những người người ta bị nhưng mà người ta không biết.
Nhưng mà chúng ta thì bây giờ nếu chúng ta để không thì chúng ta cũng khó chịu trong cái lúc mà sinh hoạt chung. Nhưng nếu mà mình nói ra thì cũng kỳ đúng không? Thực ra là những người mà bị có mùi cơ thể là họ gần như là bị không cảm giác mình có mùi. Dạ đúng rồi, không cảm giác mùi. Hoặc là có nhưng mùi. Mà, nhưng mà không, em nói thiệt kể cả như em ngồi bình thường nhưng mà trong những cái lúc hoạt động nhiều đó thì cũng có mùi. Đúng rồi, nhưng mà mình không cảm giác. Thành phần mẹ bỉm tức là đã có bé rồi đúng không? Là sanh bé rồi. Thì em nghĩ là cái sử dụng này bình thường. Tại vì mình ở phùng da dưới cánh tay của mình mà, chứ mình đâu có làm gì đâu. Xúc cái bé. Đó. Đúng không? Em tâm chịu nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có dùng kem đen uống là ok. Đó, một mọi người. À, nếu mà mua mà hai chai chung một đơn thì có được tặng double quà không ta? Mua hai chai chung một đơn có được không? Không, được đúng nha. Nói chung là mình cứ tính theo chai. Ok luôn, quá đỉnh luôn. Sao chị? Mình thấy nó rất là rẻ này. Ví dụ một cái chai này hiện tại nó có giá là 56k đâu. 56k. 56k thực sự nó chỉ bằng một cái ly trà sữa thôi, nó không có cao. Mà các bạn được tặng một cái chai nước tẩy trang này. Tẩy trang gọi là Hadalabo. Là một trong những cái dòng nước tẩy trang rất là dịu nhẹ và dùng được cho tất cả các loại da luôn mọi nha. Cái chai này mini cái này có mùi thôi, trà, nhưng mà nếu các bạn trà, có trà xanh các bạn mà mang có cái sách để cùng lúc cần thiết cũng cũng rất là giá trị. Và đặc biệt là cái chai này nếu bạn mua lẻ nó được rơi vào từ 350.000 là giá rẻ nhá. Tiếp theo là các bạn sẽ được tặng thêm một cái dây thắp dầu, là như những bạn nào mà da dầu hoặc là những bạn mà hay đổ mồ hôi, ví dụ Sunny đang đổ mồ hôi ạ. Đó. Đây, kể cả giống như là mình đang make up mà mình make up lâu thì da mình cũng ra dầu nha mọi người, thấy không? Rồi cái này nó trong ở cái chỗ nào là cái dầu trên mặt mình đó cả nhà. Đó. Mình nhớ không nhầm là một cái gói. Cái chai nào? Lên giùm em xịt khử mùi nha mọi người. Là xịt khử mùi với cái tay luôn hả? Lên cho em cái điều xịt khử mùi nào. Toàn không? Chị ơi, nhưng mà cái này bán xịt khử mùi. À. Một chai xịt khử mùi thêm một son dưỡng nữa. Còn tặng cho mọi người là hai phần quà. Bao gồm một nước tẩy trang mini size 2. Lip eye, lip eye, lip eye. Ôi. Một nước dầu luôn. Dòng son tuổi thơ, lip eye, xịt khử mùi. Đây cả nhà dễ thương quá. Hết độ cười xinh nha mọi người. Lên là cái son mà. Lên môi xinh xắn. Hồi nhỏ ao ước còn cây. Đúng rồi, hồi nhỏ ao ước. Chứ cái này là mùi trà đúng không? Nhưng mà cái này đâu giống cái dạng son gió là son sẽ hồng vậy. Đó, phải không? Đúng rồi. À. Sẽ hồng nhẹ nhàng lên cho nên ai mà hay bị giấm thì bắt á thì giúp giùm em nha. Có mùi xoài vậy? Đây nè, mùi trà xanh cả nhà ơi. Rồi cho em xin cái giá của cái này cả nhà. Rồi, combo đi kèm là một cái xịt mùi cho mọi người. Ồ, có nghĩa là đỏ hay không? Cái cơm bồ á, cái cơm bồ đó, đúng rồi. Cái này ra cũng mùi cộng thêm một cái cây son đó tặng cho mọi người. À là 4 cái này coi như là một cái combo 4 cái này luôn với giá là 114k. 114. 100 là có luôn chưa? 17 là thiếu phước rồi. Đây cả nhà ơi, cả nhà mua một chai là xịt khử mùi toàn thân nè, sẽ được tặng kèm là một cái son dưỡng môi, một chai tẩy trang, một giấy thấm dầu chỉ với 114k. Chỉ với 114k. Hai cái này tặng hai cái này chứ không phải là mua cái này tặng cái này nha bà. Ủa vậy hả? Mua ok hai, nhưng mà mua hai cái này nhưng mà nói chung là 4 cái đó là vẫn là 114k rồi. Thực ra là không tính mua combo đi, mua một cái son này không thôi thì cũng đã hơn 100.000 rồi mọi người ạ. Là đã 100 mấy rồi ha. Con này là sao đi mua ngoài siêu thị là 100 mấy một cây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hồi đó mua. Tính ra hồi nha. Màu nhá. Tính ra hồi cả nhà. Đi. Ok, màu dễ thương. Màu này thì rất là trắng răng mọi người nha. Thế nhưng bạn nào mà có răng xỉn màu hoặc đang nhìn răng. Tức là như nào? Cái bắt con dưỡng này. Đúng. Đúng rồi. Cái này á là vừa dưỡng môi mà vừa làm môi mình hồng hào để cho mình có cảm giác không có bị tái nhợt này kia nha cả nhà ơi. Đúng rồi, 114k. Comment nó ra cổ gà có thiếu nữa lên. Có thấy những cái son khác không được bán theo combo à? Combo độc quyền, độc quyền. À, à độc độc quyền, độc quyền. Chị để được nói không? Không? Được nói cái từ đó không? Mua cho mọi người xem nha. Sổ à. À. Wow. Ơi chị ok chị, tại vì lên, nào lên nó tạo một cái lớp mà bóng nhẹ trên môi mình ha. Hồng ok, ok đẹp mắt. Nhẹ nhàng lắm. Cả nhà ơi, nhưng mà lip eye là một cái một cái hãng son gọi là huyền thoại luôn rồi đó. Đúng rồi, chân ái tuổi thơ. Quá đẹp luôn. Hồi nhỏ mình rất là thích cái son trà xanh này nè, nhưng mà màu xanh vậy thôi, nhưng mà son lên á là một hồi là nó sẽ ra cái màu hồng hồng. Chứ không phải là màu xanh lá gì đâu. Không ra gì đâu mọi người. Ê nha, combo đặc biệt nha, chỉ có combo này mới được quà tặng này thôi, có nghĩa là 114k. Đúng rồi, ghi sản phẩm lại giùm em, ghi sản phẩm lại. 114k mà sẽ được một cái son lip eye, một cái xịt khử mùi này và một cái tẩy trang Hadalabo này và một cái giấy thấm dầu của Acne này. Quá tuyệt vời. Đúng rồi, em mời cả nhà chốt đơn. Em mời cả nhà chốt đơn.
Nhưng mà có một vấn đề là gì nè, là thiệt sự ra nha, khi mà cả nhà dùng son dưỡng cũng vậy, nhưng mà tối trước khi đi ngủ thì mình vẫn phải tẩy trang. Son dưỡng có màu là mình phải tẩy trang nha, nha. Trong lúc mà dùng son dưỡng thì da bắt đầu dầu bình thường. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và về cái việc mà tẩy trang á, là cho dù ngày đó có make up hay không, có kem chống nắng hay không, vẫn tẩy trang. Là tại vì cái mặt của mình á, một ngày mình sẽ có bụi bẩn rất là nhiều, nên mà vẫn thấy một cái combo này rất là phù hợp để mình có thể đem đi du lịch nè. Đúng rồi, đúng không? Hoặc là ở nhà mình sử dụng cũng được, hoặc là các bạn học sinh rồi sinh viên rồi đó, hết nhỏ gọn đem theo trong túi sách là mình thấy ok. Nha cả nhà nha. Nhưng mà bây giờ cho dù là mua để xài bình thường luôn, không có cần phải nhỏ gọn gì hết, nhưng mà với trong live stream hôm nay cái giá hồi vậy vẫn nên chốt nha cả nhà nha. Em mời cả nhà. Chốt đơn, em mời cả nhà. Chốt đơn. Nhưng mà nếu mà mình ngủ vào ban đêm thì cần cái son dưỡng nó sâu hơn. Nó sâu hơn. Lên cho mọi người cái combo dưỡng nha mọi người nhá. Đôi môi xinh xắn ngã hương nha mọi người. Đâu cái combo cái nào cũng này. Lên cho em cái combo son tay đã lên đã một. Serum hỗ trợ môi khô. Wow. Nhưng mà hồi nhỏ thì chưa có cái sản phẩm này rồi. Cái này là serum cho nên serum. Là cái tính chất nó chuyên sâu hơn. Đó. Trong này á là có những cái thành phần mà giúp làm đầy rãnh môi trong khuôn mặt ngủ. Hỗ trợ tất cả đều là hỗ trợ. Có nghĩa là khi các bạn ngủ là các tế bào kích của da môi thường thường cứ hoạt động rất là mạnh. Tế bào đai. Nên là các bạn để ý là buổi sáng bạn ngủ dậy là môi bạn thường khô hơn và có những cái. Không, em vẫn phải công nhận với lại á. Ở trong máy lạnh lâu lâu á chị làm, chị biết không, cái chỗ cái vùng da ngay cái bị môi bị khô và bị rát, cái sản phẩm này nó sẽ giống một loại serum, thường thường các bạn sẽ hay bôi serum cho da, bôi serum tôi bôi kem dưỡng body, riêng sản này là giống như một là serum dưỡng môi mọi người nhé. Nó chống nắng luôn, nó chỉ bóp ra chưa? Bóp ra chưa? Mà có quà. Có quà không? Có quà. Đâu quà gì? Đây, đây, bây giờ chị ơi, mua một chai serum mà tặng cho mọi người thêm một chai kem chống nắng luôn. Wow. Mua một chai serum dưỡng môi. Em thấy thị trường nha, giá của nó dao động đã khoảng 100 mấy rồi. Giờ cái serum này thì mình giá bao nhiêu vậy? Rồi, hiện tại mọi người cái mã này nè, cái mã chai serum chị đã cầm á, giá gốc 399, ngày hôm nay giảm chỉ còn 289, tặng thêm cho mọi người một chai kem chống nắng. Và tặng thêm một chai rồi đúng không? Mấy bà xài hết rồi mới được cái chai luôn. Đó, tính ra rất ok là mua một mình được. Ba. Mua một mình được. Ba. Cả nhà ơi, tức là mình sẽ được một cái chai kem chống nắng với lại một chai sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt. Đâu có không? Có. Chai này là đã hết hàng rồi, chỉ có phục hồi môi là chai chị đang cầm. Và hiện chống nắng chỉ còn cái chai môi đỏ và chai vàng thôi. Đây nè, cái này là phục hồi môi, còn cái này là chống nắng cho môi. Thì là một cái bạn dùng ban ngày, một cái bạn dùng ban đêm đi. Em thấy giá hồi lắm luôn á chị. Nó có lên sản phẩm không nhỉ? Bắn luôn em đi, bắn luôn. Hết cỡ giùm em đi. Đây, trời ơi, đây rồi xong rồi lấy có cái đầu luôn. Quá đẹp chiều. Đây nè, đúng rồi, nãy giờ mình làm không đúng. Ra. Làm lăn xăng. Cả nhà ơi, chị với 289.000 mình sẽ có là một cái serum dành cho môi ha. Tặng thêm một kem chống nắng với lại tặng thêm một chai sữa rửa mặt. Ok chưa ạ? Ok. Em vào cả nhà. Chốt đơn. Cái đó là chống nắng cho môi. Dùng cái này bôi lên môi nó sẽ hơi the không? The không? Đây. Còn thành phần có cảm giác nó the đấy. Đúng rồi, em nghĩ là giống như mấy cái dưỡng á là nó sẽ có the the. À tính ra cái makeup lúc của chị hôm nay nhìn phù hợp với cái môi nó bong bóng đúng không? Ok đó. Đúng rồi đó. À. Rồi em mời cả nhà mình chốt đơn. Em mời cả nhà mình chốt đơn. Mà nên mua hai cây nha mọi người. Cây màu hồng để mọi người dưỡng ban đêm, còn cây màu cái này đi ban ngày. Ban ngày có chống nắng mọi người. Là em nghĩ là vậy nè, cả nhà cũng có thể xong một lớp này xong, xong rồi mình sẽ có một dặm một lớp màu ở trên, xong màu ở trên là ok luôn. Tại vì chống nắng thì mình nên thoa ở cái lớp đầu tiên để ok nhất cho môi của mình. Để hỗ trợ về môi đó nhé. Dạ đúng rồi. Cái này các bạn cần tô buổi tối, buổi sáng các bạn lấy cái khăn giấy ướt hoặc là một cái miếng bột tẩy trang bạn lau đi sẽ ra rất là nhiều cái vảy tế bào ngủm. Đúng rồi, vảy tế bào ngủm. Vảy tế bào heo. Hết cắt rồi chị ơi. Hết cắt rồi. Còn nói chung là vảy tế bào đai. Rồi, rất là không được. Nói chung là những cái đó không cần giữ lại đó. Đúng. Là ra hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, ok. Nào cho mọi người nha, nhưng mà hiện tại chỉ còn cho mọi người màu đỏ và màu vàng thôi. Màu vàng là chống nắng cho môi. Đúng rồi, cái màu đỏ là phục hồi cái môi mọi người. Đó. Và hỗ trợ nha. Và cái này á là mình thấy rất là tiện, đó là khi mà mình bấm cho cái serum lên là sẽ có cái đầu để mình thoa trên môi mình luôn. Không có cần đụng tay vào, nó sẽ hơi bị dính tay. Dạ đúng rồi, nói với em luôn nha. Chống nắng cho môi quan trọng lắm mọi người. Đúng rồi, nhiều người cứ nghĩ là chống nắng cho môi không quan trọng, nhưng mà một phần nguyên nhân gây môi bị thâm á
là do mình không cho nắng cho môi đấy, do tia UV mọi người. Đúng rồi. UV đấy. À chị ơi, bây giờ còn có điều hồi lắm thì mới chết. Có không? Điều nào sao giờ này bà mới chết? Đây, bây giờ cái điều này hơi chấn động luôn chị ơi. Chấn động không? Một chai tinh chất dưỡng và hỗ trợ mọi người là giảm tình trạng tóc bị đai. Tóc bị hẹo đi. Hẹo đi. Là sao? Một chai này không có hời. Tóc cũng. Mà mua một chai tặng thêm hai cái chai trà đá này nữa mới hời. Wow. Để lên đây. Trời ơi. Để giữa này. Cho tôi. Nè 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 nè. Cái này là quà tặng. Ôi, tặng. Ủa cái này phải báo chứ sao lại tặng cái này nhỉ? Tặng đó. Quên cái dạng không hỏi. Ủa khoan, từ từ nha. Hỏi kỹ nha, hỏi kỹ nha. Là cái tặng này. Một tặng hai. Là một tặng hai. Một chai này tặng hai chai đó. Một tặng hai cái này. Thấy đã chưa? Quá đã. Quá đã. Cái điều này là cái điều độc quyền của chị Mẫn mới có. Wow. Bây giờ nói cái giá nè mọi người. Cái giá này nha, đầu năm nhưng mà gần sát đầu 6 luôn. Bây giờ giảm xuống chỉ còn đầu 4 tiểu học thôi. Trời ơi. Ok là chưa? Rồi, độc giá hết hồn nè mọi người. Giá gốc 595k, chỉ có một chai thôi. Bây giờ 439k được 3 chai. Wow. Em mời cả nhà chốt đơn. Em mời cả nhà chốt đơn. Đây cả nhà ơi, là mình mua một cái chai tinh chất dưỡng và ngăn tóc ngã. Tóc nó bị ngã. Tóc nó bị ngăn tóc mình rơi nước. Ngăn tóc nó ra đi. Thì mình sẽ được tặng thêm hai chai này, ok không cả nhà? Ok. Em mời cả nhà chốt đơn. Em mời cả nhà chốt đơn. Và hai chai này là gì? Mình sẽ ngăn ngừa giảm đúng quá trình dụng tóc được mà. Không được. Thôi tốt nhất đi chị ơi, sợ quá. Một điểm à. Một điểm à. Đó. Đây, cái này là bộ gội xả luôn nha cả nhà, tức là bây giờ là mình sẽ gội xong rồi mình xả này kia mình ra, bắt đầu là mình tóc nó bay rồi hả? Có quy trình luôn á chị, gội xả xong có tinh chất luôn. Rồi đó. Em nghe chị nói cái lúc bay đó em sợ quá nè, em khựng lại luôn á. Là mình gội xong rồi mình xả xong rồi mình lau khô rồi kia, nói chung là mình để cho tóc mình khô tí xíu, sau đó mình sẽ sử dụng cái này nha cả nhà nha. Đúng rồi. Rồi đó là quy trình, bây giờ mình sắp xếp lại quy trình đi. Đó, gội xả rồi tới quy trình, ok chưa? Ok đó. Từ trái qua phải 1 2 3, ok chưa cả nhà ơi? Ok. Em mời cả nhà chốt đơn. Em mời cả nhà chốt đơn. Mã năm có ơi đây. Mã năm có bị vàng áo là cái chai này chị? Đó. Dạ không, dạ không. Mã năm không vàng nhưng mà đang có giá rất ok và có thêm quà tặng. Nên là mình cũng chốt ở trong giỏ hàng giùm cho em nha. Ok là vô các bạn ơi. Rồi hiện tại mã nào cũng có giá hồi, giá tốt hết cho các bạn luôn mọi người. Lăn cửa mùi là tốt nhất luôn. Chốt đơn. Ý là lăn cửa mùi mà mua một món hàng trị giá 56.000 mà tặng món hòa, tặng chỗ quà này cũng phải rơi vào 70-80 nghìn, có nghĩa là sao? 87 nghìn. Còn mua 56 giá là 87 nghìn. Nói chung thôi. Nói chung em thấy ok quá. Chị ơi, rồi. Có ai đời mà mua 56 tặng 87 nghìn? Nói chung á là tại vì lời không? Tại vì nhãn hàng biết không, nhãn hàng là cũng hỗ trợ em khi mà em quay lại cái live stream á, chắc là thấy bữa em tội nghiệp quá hay sao. Nói cả nhà, nên là em mời cả nhà mình chốt đơn. Em mời cả nhà mình chốt đơn. Mấy cái này á, thứ nhất là hàng có một cái mức giá rất là hợp lý đó, mà hồi nữa chứ không phải hợp lý không nữa, chưa kể là ai cũng phải còn dùng thôi, ai cũng phải còn dùng thôi, từ học sinh sinh viên cho tới những người đi làm hoặc là những cái cô chú lớn tuổi đi, nói chung bất cứ ai cũng cần dùng hết. Em mời cả nhà mình chốt đơn. Em mời cả nhà mình chốt đơn. Hello mèo, mấy năm có quà trong giỏ hàng, nếu như tình yêu ơi dứt liền giùm em đi tình yêu ơi. Dạ rồi cả nhà ơi, chắc là nhờ chị nhắc lại luôn nha, đó chính là combo cho tình yêu mùi và tặng thêm cho mọi người là một cái son mũi nữa đây. Xịt ngũ mùi má 4 phải không ông? Xịt ngũ mùi chung son dưỡng và tặng kèm. Không, cái này là khử mùi chung với son dưỡng. Em nói lại là mùi chung với son dưỡng tặng kèm thêm là đây, một cái chai tẩy trang và một rồi cái giấy chấm đầu. Giá là 117 nghìn. Giá là 117k. Em sẽ tặng giữ cái gì? Sao ý là ok không chị? Con trai xài được không? Được bạn ơi. Con trai hồi nãy chị nói là cái mùi nào chị nhớ không? Mùi năm á. Mùi sang này đúng. Cái mùi sang trọng nè. Cái mùi sang trọng nè. Sang trọng. Đây, delicious hả? Sang trọng, chọn em cái mùi sang trọng á. Nè, mùi hương, đây mùi nè, tươi không sang trọng, hương sang trọng nè. Vui tươi nó cũng ok cho bạn. Vui tươi cũng nam cũng ok lắm chị. Vậy vừa vui tươi giùm em luôn nhé, và luôn vui tươi vừa sang trọng nha. Nhưng mà cái chai sang trọng này là cái chai để em ngửi mà nói giống như cái của xinh. Có cái chai của Johnny Depp là đại diện đó mọi người, lên Google rõ là biết. Ồ đúng rồi đó. Rồi cho nên là mọi người tranh thủ lên đơn liền tay mọi người nha. Em mời cả nhà chốt đơn. Em mời cả nhà chốt đơn. Đó. Đúng 2 phút, cuối cùng. Em chỉ cần có đúng hả? Mời cả nhà chốt đơn. Mời cả nhà chốt đơn. Và khi mà chốt đơn thì mình nhớ tag
thanh toán cho mình chốt đơn mình nhớ thanh toán nha, ok chưa? Mua COD thì sao trời? Hả? Có nghĩa là nhận về thì nhớ thanh toán, không ủa đó, giống vậy đó chị yêu. Nhưng kể cả ấy đi chăng nữa thì chị cũng phải chốt được cái đơn trên đây thì cũng phải trải qua cái bước là chọn cái hình thức thanh toán. Yes. Nè, khách sang trọng hơn, sang trọng đi. Ông thử vui tươi với sang trọng thử cả hai. Luxury. 10 sang trọng là con trai thích hơn. Đây con trai luôn giùm em nhá, con trai review giùm em nè. Không, ý là 10 sang trọng các bạn nam dùng thì các bạn nữ sẽ rất là thích. Đó. Yeah. Mùi thơm. Thơm này em bán cho này. Sao? Thơm. Ơi, cái mùi ok. Á, cái mùi nó nhẹ nhưng nó thơm lắm mọi người. Cái mùi nó không bị quá nồng, không bị khó chịu. Nó có hương gỗ mọi người, nó có rất là nhiều hương. Mùi vui tươi thì sao? Mùi đàn hương đó. Cái mùi vui tươi để mùi thơm nha. Nó sẽ ra một cái nét gọi là biển cả đó mọi người. Biển cả. Nó mát cực kỳ. Ví dụ như cái mùi gỗ đúng không? Đúng rồi. Ví dụ như các bạn nào mọi người còn đi học thì các bạn nên xài cái mùi hương khác. Là cái chai màu xanh lá cây như vậy nè. Đây nè cả nhà. Còn ơi, cái dịp nào mọi người đi chơi hoặc là đi đi hẹn hò với bồ đó, mình chơi cái chai mùi tím rồi sang trọng được rồi. Không quá được. Nè còn cái này là summer, cái này là summer rồi đó cả nhà, vitamin đúng C rồi. Là mình đi dậy đầm hoặc là mình đi mồ hôi nhiều mình là mình sẽ cần một mùi tươi mát thì chúng ta sẽ dùng cái mùi. Trời ơi, nay chị mỏng đẹp vậy. Trời ơi. Này tiên cá mắc cạn tên với cùi với trai. Ba ơi. Cảm ơn mọi người nha, trời thiệt là có mắt nhiều người ưng dễ sợ vậy. Rồi em qua deal nha mọi người. Rồi. Tranh thủ nha. Rồi bây giờ em qua deal, qua deal. Rồi. Nãy giờ là trước khi vào cái brand này Tân Ninh muốn giới thiệu mọi người một chút. Đây là một cái brand sản phẩm về gọi là sản phẩm về tóc mà nó rất hot ở Olivia Hàn Quốc. Wow. Có nghĩa là khi wow. tới Hàn nó vào cửa Olivia thì một kệ dài sọt là của cái brand này đó mọi người. Thôi. Là một kệ đúng là toàn tất cả sản phẩm của brand này từ dầu gội tới cái chai đẹp và đặc biệt là các sản phẩm về serum dưỡng tóc của brand này. Lớn lên lên màn hình cái chai đẹp quá. Đẹp ha. Đẹp ha, xịn ha. Nhìn vô các bạn trang điểm có cái chai này thấy sang liền. Sang. Sang không? Sang. Quá sang mọi người. Mùi thơm cũng rất là thơm, mùi thơm cũng sang luôn. Mọi người test thử mà xem. Em khoan, từ từ em lần nữa cái chai này hình như là có cái tẩy tế bào đai trên da không? Đây là tẩy như tóc. Thì đó, ý là tẩy tế bào đai trên da. Rồi, không. Không hả? Chưa có. Không biết hôm nay có hồng bị bây giờ grind chưa nhưng mà lên cho em cái điều đầu tiên đi. Lên cho em cái điều đầu tiên cả nhà ơi. 4 3 2 1 lên điều. Cảm ơn bạn nha. Đúng rồi, đây. Trời. Cái deal này là một cái deal gọi là có chỉ có trong livestream của Cao Hoàng Mẫn thôi, bởi vì cả nhà thấy không, ngay tên sản phẩm là đã có hả Michelle Fans. It's Cao Hoàng Mẫn đó. 289.000 giá bình thường, trên livestream của Cao Hoàng Mẫn chỉ còn 195.000, chỉ còn 195.000. Tặng quà. Có quà luôn nha cả nhà ơi, có quà luôn. Dễ thương. Ê, sao giống như giống như quá à. Xin cái này là để dành đem theo du lịch đồ nào bỏ trong vỏ. Với lại dù mình đi qua máy bay đồ này kia. Mình sản xuất hàng loạt. Như này dễ thương. Thực dễ ra thương. Là Sunny thích mấy cái chai serum dưỡng tóc lắm nhưng mà có một cái nhược điểm của nó nhưng mà có thể là ưu điểm của người đó chỉ là dùng rất lâu hết. Ủa? Là dùng mãi mới hết. Tại sao lại là nhược điểm? Chỉ là dùng mãi không hết. Chỉ là mình muốn thử hết tất cả các mùi, mình dùng hết chai này mới dùng sang chai khác không? Tại vì cũng sợ để mở lâu nó sẽ hạn dụng hoặc là nó sẽ bị oxy hóa. Nhưng mà nó dùng mãi không hết mọi người. Mỗi lần mọi người dùng nó chỉ một khăm rất là nhỏ thôi. Một cái chai này bạn có thể dùng được cả năm luôn. Đó, những bạn nào mà tóc mà dài hơn á thì sẽ hao hơn tí xíu nha. Không, dùng một khăm nhỏ rất rất nhỏ thôi em ạ. Nên là nó nhược điểm đấy, đối với Sunny là nhược điểm. Với đợt là mình sẽ eo thôi. Dùng phải 200 người ta và xài vậy đi. Nên là Sunny rất thích cái chai nhỏ như này. Mình thật thích hàng loạt chai này. Có thể chai này xíu nữa sẽ mất. Ủa sao vậy? Nói tặng thêm một chai serum dưỡng. Cái hình cái chai này bên Hàn Quốc Sunny nhớ là khoảng có hai nhọn. Wow. Quá được. Đâu bây giờ nào đây cầm sản phẩm ra nói gì mẫn nào. Một chai bất kỳ em tặng thêm một chai kem xả tóc và tặng thêm một chai dầu đầu mini size. Đây tức là đây mà mini size đó. Úi size là mấy mà là mini á. Vậy là mini sao chứ chai này. Đây, đây cả nhà ơi. Mình khi mà mình mua hai chai serum dưỡng tóc bất kỳ, mình sẽ được tặng thêm là một chai dầu gội đầu nè, một chai dầu gội đầu nè, với lại một cái kem treatment. Dạ. Kem xả tóc đấy. Dạ, gọi là kem xả tóc đúng không? Ủa, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đây là các bạn là quà tặng nha. Dự của nó nói là mini size nhưng sao đi thích. Đây mới là mini size nè, đây gần full size rồi mọi người ạ.
Nhưng mà vậy ok đó chị ơi, nhưng mà người ta thích nhiều. Kiểu một mình chị thôi lắm thôi. Đây là đồ nội. Đúng rồi. Không hề mini size nhưng mà đây là quà tặng rồi nha. Không hề mini size. Với giá chị có nhiêu? 195 k chị ơi. Khoan, hai chai hả? Hai chai cho chị đúng không? Hai chai, mua hai chai giùm em đi. Sao đi nhớ là bên Hàn Quốc bán khoảng 195 cho một chai. 14 nghìn won một chai rồi. À 195 cho một chai, nhưng mà nếu mua hai chai là sẽ được tặng kèm thêm hai cái này. Đó, là hai chai là 280, 390. Bây giờ 390 ngàn. Ơi chị, nhưng mà vậy ok mà cái này ở bên Olivia. Bên Olivia một chai thế này thôi đó là rơi vào khoảng mười mấy nghìn won, là trên khoảng 200 mấy 300. 300 nghìn rồi. Thật sự luôn là người bạn có thể. Nhưng mà cái này là tức tốc tốc của nhãn hàng luôn nên là cả nhà hoàn toàn yên tâm nha. Ủa chứ là chi thì phải khác chứ chị. Giá gốc một chai là tới 289 ngàn. Giá gốc một chai tới 289 ngàn là cũng nhờ xem giá Olivia rồi. 289 ngàn là tương đương với lại 12, 13, 14 nghìn won đấy. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ đọc công dụng từng màu được không cả nhà yêu? Được, chị yêu cho em cái chai màu hồng chứ đi. Đây chai chị đang cầm luôn. Chai chị Cindy đang cầm. Tóc uống. Tại cái chai này chai mới. Đây. Giữ nếp tóc dành cho những bạn nào mà dùng thích là tóc uống phân đồ này kia đó. Tóc uống phân đồ này kia các thứ nha. Thứ nhất là giữ nếp tóc và cũng là làm cho cái tóc mình nó không có đỡ khô, hỗ trợ đỡ khô. Thơm. Thơm. Giữ nếp tóc. Dùng cho em chai màu hồng nè. Thôi. Dạ rồi, em mới thấy là cái điều cái mua dầu bột cái ok là hết lên luôn hả chị ha? Lên luôn nha cả nhà. Nói chung á là mình sẽ xài là theo cái bước sau là mình gội đầu xả xong rồi mình mới sử dụng là dưỡng. Nên nếu mà được thì thôi mình cứ mua đầy đủ chọn combo giùm cho em luôn ha. Mình mua đầy đủ hết luôn. Rồi bây giờ cho em xin cái deal dầu gội dầu xả. Chai này mình đang xài nè, ok ha Ren Hoàng ha. Có hiện quà tặng trong giỏ hàng không? Bạn ơi, bạn mua hai chai. Bạn mua hai chai này 195 ngàn một chai, hai chai là có nhiều 390 đó thì sẽ có hai cái quà này nha. Đấy, nói chung là bạn yên tâm. Một chai dầu xả này, kem xả đây, kem treatment mình đây là kem chuyên phục hồi, nghĩa là bạn sử dụng gội xong bạn dùng cái này để uống tóc là phục hồi lại tóc rồi nhé. Các bạn á, khi mà bấm vô trong giỏ hàng thì các bạn sẽ thấy là sẽ có nhiều sự lựa chọn cho các bạn chọn những cái màu và nó sẽ có công dụng ở trên đó luôn. Thì các bạn cứ vô nha, giống như cái chai này á thì dành cho tóc dầu, tóc dầu ha, tóc giúp dầu. Giúp cho tóc bồng bềnh. Cái này là dành cho tóc bạn nào mà muốn bồng bềnh nè, không bị xẹp tóc nè là chai này ha. Còn cái chai bạn nào mà ra đồ dầu mà hay bị bết tóc thì có thể dùng cái chai màu đen này. Đó, còn cái chai màu đỏ đâu rồi, chai màu đỏ. Đỏ. Đây, cái chai này á là để phục hồi. Hỗ trợ phục hồi ha, hỗ trợ phục hồi tóc. Còn cái chai màu cam này á là hỗ trợ phục hồi và dành cho tóc hư tổn đó. Nói chung là bạn nào hay nhuộm nhiều, tẩy nhiều vân vân gì đó. Rồi, em thấy các bạn hãy cho mình sẵn sàng một cái bộ combo bộ xả luôn, em lên cho mọi người luôn nha. Rồi đếm một lần điêu chị ơi, em đếm rồi, 4, 3, 2, 1 lên điêu. Ồ hai chai này nhiều quá chà bá, ok đúng rồi, cái bộ đồ của em nữa. Em nói chị cái giá mà hết hồn nè, 460 ngày hôm nay em giảm chứ còn 335k, em tặng thêm một chai dầu gội mini size, tặng thêm cho mọi người là một chai serum mini size luôn. À đây, cái lúc mà chị yêu thích nè, cái chai yêu thích cho chị nè, đây cả nhà ơi. Đây, một combo gọi xả như này với giá 335 ngàn, tặng thêm một chai dầu gội mini size và tặng thêm một cái chai serum mini size luôn. Ok không cả nhà? Ok. Đây, thì nếu như mà bạn nào đã tin tưởng cũng như là biết cái sản phẩm của cái thương hiệu này rồi, mình có thể mua một combo dầu gội và một combo cái serum này, hai chai serum này để làm gì? Để cho mình có thêm nhiều cái quà tặng mình để mình sử dụng lâu dài. Còn nếu như các bạn chỉ muốn thử thôi, các bạn mới lần đầu các bạn muốn trải nghiệm xem sản phẩm này có ok không? Có mình có thích hay không thì các bạn có thể lựa chọn. Các bạn có thể lựa chọn. Đúng rồi, các bạn có thể lựa chọn là một là mình mua cái combo gọi xả này, tại vì gọi xả thì đôi khi cả nhà sẽ sử dụng thường xuyên. Thì mình sẽ được tặng thêm một cái chai này nữa để dành đem đi du lịch rồi nè. Và một cái chai serum này để mình trải nghiệm cái dòng serum luôn ha. Còn nếu mà mình ở nhà mình cũng đang có toàn dầu gội rồi mình muốn trải nghiệm serum trước thì mình cứ mua giùm em hai chai serum bất kỳ thì mình cũng sẽ được tặng thêm một chai dầu gội mini size với lại một cái dầu xả. Đó. Nói chung là mình mua cái loại nào mình cũng sẽ có thêm quà tặng để cho mình được trải nghiệm luôn trọn bộ, chọn cái quy trình và hỗ trợ dưỡng tóc của cái nhãn hàng này nha. Rồi, nhà mình ơi, tranh thủ nha, tại vì chỉ còn vài phút nữa là mình qua đi rồi, các bạn đi ngon. Em mời cả nhà, chốt đơn, em mời cả nhà, chốt đơn. Rồi, hôm nay mọi người mình mua combo gội xả, mình cũng có quà, mua hai chai serum bất kỳ cũng sẽ có quà cho mọi người luôn, quà rất là hề nha. Tại vì thường á là đối với những cái tóc mà như em đây, tóc tẩy nè, sử dụng hóa chất nè,
gọi không mà không có dầu xả là không được, rất rối, không thể nào gỡ nha. Nhưng mà ngoài ra trong một số trường hợp á, ví dụ như hôm nay em về là em phải có một cái bước làm sao em phải làm ngược lại, thì tóc em có đánh rối em xả trước thôi mà em mới gọi, thì á em ra thì em phải còn serum, để chi serum nó sẽ làm hỗ trợ làm mượt là em vuốt cái tóc em ra. Với lại em cực kỳ hạn chế chải tóc khi tóc ướt nha, em thường là dùng